ta hy vọng rằng mình hơi mát mát tay chút xíu. Đợt trước thì có cặp không nhấn nút đỏ, anh cũng thấy buồn buồn sao. Mà có đôi khi hai cặp anh lại càng buồn hơn nữa. Tối nhiều khi nằm mơ á. Mơ gì? Mơ mình khóc á. Khóc thì mình làm mai thất bại á. Nhưng mà em nghĩ vậy nè, mình thành công hay thất bại nó cũng không có quan trọng lắm. Quan trọng nhất là thực sự hai cái đối phương nó có đồng cảm với nhau hay hai không. Hai trái tim có rung động hay không? Người ta rung, người ta mới nhấn nút. Người ta không rung thì thôi để người ta tìm cơ hội khác. Đúng không? Chứ mình không có số 7. Không có bằng mọi giá đúng mà suối rồi, là nhấn nút rồi, đúng không? Đúng rồi, mình là làm mai mối mình hết sức của mình thôi. Còn cái cảm nhận là của đối phương. Chúng tôi là cố gắng hết sức. Đó, mà đành phải bó tay. Hôm nay là phải thành công nha. Rồi, okay. Hạ màn. Rồi, kéo màn xuống. Hoa tặng hoa tặng đồ nữa. Dạ. Bạn có yêu bạn không? Yêu xíu. Mời bạn trai. Mời bạn ngồi. Chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Chào bạn. Bạn tên là gì? Dạ em tên Phạm Thanh Tùng. Em 27 tuổi. Nghề nghiệp là gì? Em làm chụp hình. Rồi, cảm ơn bạn. Chúng ta sẽ xem bạn nữ làm nghề gì, tên gì nhé. Mời bạn nữ. Em chào chị Cát Tường. Ừ. Em chào anh Quyền Linh. Em chào bạn. Bạn. À, chào bạn. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Hoa. Hoa, Hoa năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay em 26 tuổi ạ. Làm việc ở đâu Hoa? Em làm nghề kế toán ạ. À, công ty gì vậy bạn? Dạ, công ty em thì làm về... Làm bột kem á, với lại trà sữa trân châu á. Các sản phẩm của nước giải khát á. Được đó, anh bên đây anh bồi bổ cái đó được đó. Ủa sao vậy? Kem với trà sữa trân châu ha. Ủa bên đó ốm lắm hả? Không có, nó bồi bổ thôi. Bồi bổ đi, mà ốm mới em cần bồi bổ. Em hay đoán à. Thế em quê ở đâu? Dạ, em quê ở Nam Định ạ. Đó, bên kia lành quá rồi, bên anh kia anh quê ở đâu? Dạ, em quê ở Thái Bình ạ. Ha, gần ha. Dạ. Thái Bình là chủ chị Năm á ha. Hàng xóm. Mà lý do tại sao mình không có tìm được bạn trai cho mình mà mình phải nhờ tới chương trình? Dạ, em nghĩ chắc là duyên chưa tới á. Lại duyên chưa tới nữa. Vậy bữa nay có cảm nhận gì trong người là giật giật trong người là duyên nó sắp tới chưa? Em cũng cảm thấy như thế đó. Cảm thấy như thế dạ. Hả? Chị cũng hy vọng là như thế để cho chị vui. Bạn có yêu cầu gì về người bạn trai của mình không? Thì tiêu chuẩn em cũng không có nhiều. Em chỉ một bạn cao khoảng 1m65 trở lên. Không ốm quá và cũng không mập quá. Không hút thuốc. Nghề nghiệp ổn định là được. Thế bạn không thích cái gì ở bạn trai của mình? Dạ, tính gia trưởng á. Gia trưởng? Dạ. Ây da, bạn trai ơi, bạn có gia trưởng không vậy? Dạ, em không gia trưởng chị ạ. Bạn thích lấy vợ ở đâu? Em thích lấy vợ miền Bắc. Cái lối sống ngoài Bắc thì có phần khác trong em. Hay là nói đi, nịnh bạn bên kia. Nghe chắc nịnh quá. Thật ra là miền nào đâu có quan trọng. Nếu mình nhìn mình thấy hợp với tánh tình hợp với mình là được rồi. Đó giờ trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, từ đó tới giờ em trải qua một mối tình. Em quen bạn đó từ hồi lớp 12. Và sau đó 4 năm em đi làm thì em mới tỏ tình với bạn gái đó. Mình tỏ tình sao vậy bạn? Dạ, thì em tặng hoa, tặng quà mà tặng đồ chị ạ. Wow. Dạ. Tặng hoa, tặng quà, tặng đồ nữa. Dạ. Rồi bạn đó có lấy không? Dạ, bạn có lấy. Rồi bạn có yêu bạn không? Bạn ấy yêu xíu à? tại sao mình chia tay vậy bạn? Không hợp là em thì em không thích con gái cáu gắt, nhăn nhó, càm ràm. Em không thích. Còn bạn đó có đầy đủ những đó luôn? Có, dưa luôn ạ. Rồi bạn có điều gì mà bạn gái kia không thích không? Em thì có cái tật là nhát gái. Nhát gái, cái này con gái thích. Cái chuyện nhắc gái thật ra cũng bình thường thôi. Thấy bạn mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào. Chị chưa có mối tình nào? Dạ. Có nhắc trai không bạn? Dạ em không ạ. Là có nghĩa là em cũng có các bạn cũng thích em, nhưng mà em cái ấn tượng đầu tiên em nhìn thì em không có thích. Vậy là em kén quá. Không phải em không có kén, chắc là chưa được tới duyên. Dạ. Vậy bản thân em mình thấy mình có ưu điểm gì? Dạ em biết em thích nấu ăn, em biết dọn dẹp nhà cửa, biết lắng nghe, em có tiếng học hỏi cao. Vậy còn khuyết điểm của bạn thì bạn thấy bạn có khuyết điểm gì? Khuyết điểm em thì em không biết em rất thích hát nhưng mà em không biết hát nữa. Của bạn nam kia bạn biết hát không bạn? Để bên đây múa bên quạ cho nè.
Dạ em biết hát. Rồi bây giờ bạn hát bên đó, bên đây bạn này múa. Đó, mình cách nhau một cái rèm sao cho nó hòa hợp nha. Không, cái này chắc em nghĩ là mai mốt là rủ nhau đi hát. Không, bây giờ mình phải thử chị coi, nếu mà hợp chị mới gả, còn không chị không có chịu. Hát bài nào hay nhất và bạn thường hay hát? Đúng rồi. Hát bài một khúc bạn nhớ người yêu. Bên đây bạn phải phụ họa nha. Thức trọn đêm nay để nhớ thương em. Sương rơi lạnh căm, cảnh vật im lìm. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình trúng vách. Anh khuyết tưởng, anh điện với dở cái màn lên nè, tao qua luôn đi. Dở qua luôn, bạn dở qua luôn đi. Cái tường mà còn qua được, mà cái màn này nhăm nhò gì bạn? Rồi đứng lên dở chui qua luôn đi. Được không? Anh chưa cho em đâu em chui. Cho chui không? Cho chui liền. Rồi đâu, cho chui. Em đến chương trình hôm nay thì em có món quà tặng anh và tặng chị Cát Tường. Rồi tặng anh Linh trước đi bạn. Chúc trời ơi, cảm ơn bạn nha. Rất tuyệt vời. Cảm ơn bạn một món quà rất ý nghĩa này. Và để tôi đem qua Cát Tường cho ha. Bạn thằng... Trời ơi, trời ơi. Đây. Đấy, ý nghĩa chưa? Wow. Em coi chứ, em coi chứ. Ồ, đẹp chưa? Hạnh phúc ra. Thích quá, thích quá. Từ từ mình phải qua mình cảm ơn sau. Thôi, có hai cái... Ồ, không hai đồng tiền. Đồng xu. Hả? Đồng điếu. Đồng điếu. Nào vậy? Dạ. Nam Định hả? Dạ. Biết nấu gì ngon nhất ở Nam Định? Nam Định em á. Có phở bò Nam Định. À, phở Nam Định rất là ngon. Dạ. Cảm ơn bạn. Trời ơi, có hai cái đồng. Hai ba cái đồng, một cái đồng đây. Có cái đồng đây đây. Cảm ơn bạn nha. Cảm ơn món quà đây bạn đã dành cho Vịnh đâu quà anh Huyền Linh đâu. Wow, quá là dễ thương. Đây rất là tâm lý ha. Ghê quá. À, cảm ơn em. Dạ. Em cũng xinh trai quá. Em đẹp trai, rất xinh trai. Rồi bây giờ muốn thích cái người bạn gái, cái mẫu lý tưởng là như thế nào? Em thích người con gái nữ tính, dịu dàng. Nữ tính, dịu dàng, chị dạ. Nghĩ bên này có đó. Và nhân hậu. Nhân hậu. Có. Có. Hơi gầy nha. Em mỏng. Chưa mỏng. Gầy với mỏng khác nhau hả? Dạ. Ăn nhiều tí nhá. Bên này nấu ăn ngon lắm, cố gắng ăn nhiều tí. Có người yêu này em mập liền. Tại sao? Tại vì em ăn được cơm, bây giờ em ăn cơm ngoài quá. Bây giờ về quảng cáo giùm cho nè. Cảm ơn á, tại nhờ có tấm hình á, về dạ, quảng cáo giùm á. Cái cảm nhận đầu tiên của chị là người bạn trai bên kia rất là dễ thương, rất là chân thành. À, bây giờ nếu mà được thì mình tính bao giờ mình tiến tới? 2 năm nữa. 2 năm nữa. Rồi tiền bạc trong nhà ai giữ? Dạ, nếu mà chồng mà đưa cho mình thì mình giữ. Còn không thì của ai đấy giữ. Ủa sao kỳ vậy? Sao của ai nó giữ? Dạ. Chồng đưa mình thì mình giữ, chồng không đưa mình thì mình đưa của mình cho chồng giữ. Không, em không đưa. Có nghĩa là chồng đưa thì mình giữ. Dạ đúng rồi. Còn chồng không đưa của ai nấy xài. Dạ đúng rồi. Dạ mình người phụ nữ thì mình phải chi tiêu các việc trong nhà thì mình nên cầm tiền. Rồi theo quan điểm của bạn thì ai chịu giữ tiền? Quan điểm của em là người vợ giữ tiền. Đấy, thấy chưa? Người vợ giữ tiền thấy chưa? Này ga lăng à. À bây giờ chúng ta hãy kéo màn lên để cho hai bạn trực tiếp nhìn nhau, đó là cảm nhận của mọi người thôi. Bây giờ mới cảm nhận của những người trong cuộc nè. Rồi, kéo rèm. Em tưởng tượng cái mẫu người của em nãy giờ nói chuyện như thế nào? Dạ, cũng dễ thương ạ. Dễ thương. Rồi, dòm sau lưng của siêu mỏng nè. Đó. Chào anh. Chào em. Anh ấy tới chương trình có món quà nhỏ tặng em. Dạ. Bình thường rảnh thì em hay đi đâu chơi? Dạ, em đi coi phim hoặc em đi shopping. Nếu em đồng ý hẹn hò với anh thì thứ bảy anh mời em đi nghe nhạc cùng anh. Anh có sở thích đi nghe nhạc? Dạ, em cũng thích nghe nhạc. Rồi. Anh nhận xét về em là sao? Em, anh nhìn thấy em là thấy chuẩn đấy. Dễ thương, có hai lông mang đồng tiền đẹp. Dạ. Không, đồng điếu á, không phải đồng tiền. Giống chị Cát Tường. Chị Cát Tường là đồng tiền. Em nó cao lên mới tiền, còn cái này là điếu. Dạ. Em thấy anh cũng là một người chững chạc. Ờ, nhưng mà anh hơi ốm so với em mập đúng không anh?
thì mập, mình mập mới đẹp. Mừng quá, có người hôm nay khen mình mập mới đẹp. Thế em có chê anh ốm không? Dạ ốm, chắc về cho ăn nhiều rồi mập à. Không sao ha em ha. Dạ đúng rồi. Mình nuôi tốt là mập thôi. Mừng quá. Tiếp tiếp tiếp. Vậy anh em hẹn hò ha. Tại vì em thích người Bắc. Anh người gốc Bắc là em thích. Thế anh đẹp, đẹp trai không? Dạ đẹp ạ. Về cạo đầu láng chút xíu nữa. Ôi em thích tóc thì dài hơn chút xíu. Hả? Thích tóc dài hơn chút xíu. Bây giờ mình về là mình tuốt lại, mình cho ăn, mình để tóc gì đó là tự động mà theo ý mình hết à. Dạ. Cái này là giống như là dạng như mình đi kinh doanh này là có cái tiềm năng. Dạ. Nghe không? Dạ. Chịu không? Đầu tư có tiềm về năng. Về bên kia lo đây, chịu không? Dạ em chịu. Muốn sao là vậy ha. Dạ. Cho ăn rồi làm tóc rồi tắm rửa rồi ha. Dạ. Tiền là bên này giữ nha. Dạ. Em cho giữ hết. Rồi đó. Cái rồi. Đó là, cái đấy là em quan thích trọng nhất là chỗ đó đó. Vỗ tay hết giờ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Mời các bạn để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ và cảm nhận nha. Nếu cảm thấy mình đồng cảm với nhau thật sự thì hẳn nhấn nút để hẹn hò với nhau. 1 2 và 3. Bạn thích nhất ở bạn trai mình ở điểm nào? Em nghe anh chia sẻ thì cũng cảm thấy là anh là người con người rất thật thà. Hai người nắm tay nhau để cảm nhận lần đầu tiên gặp, có rung động nhau chưa? Đấy. Sao? Đấy. Hơi run vậy. Nắm tay em không run đâu. À, thay mặt cho chương trình, Tường sẽ gửi tặng cho hai bạn. Hồi nãy ước muốn của bạn, bạn thích cái sở thích của bạn là đi xem phim. Dạ. Thì đây là cặp vé xem phim đầu tiên gửi tặng cho hai bạn để dạ. Hai bạn đây là một cái cơ hội đầu tiên để mình tìm hiểu nhau ha. Đi ngay và liền hết dạ. Chương trình mình đi coi phim luôn. Dạ. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị, cảm ơn chương trình. Rồi. Dạ. Chúc hai bạn thật vui nha. Cảm ơn hai bạn. Thấy đầu xuôi đuôi lọt rồi, một cặp rất là dễ thương. Đúng không? Tôi dễ thương, hy vọng rằng họ sẽ dắt tay nhau đi về Nam Định với Thái Bình cũng gần nhau để ra mắt hai họ. Mình thở phào nhẹ nhõm bởi mình đã thành công mà rõ ràng vì cặp đôi này rất là mình thấy rất là tương đồng. Vẫn lo mày lo. Lo hả? Lo cặp đôi thứ hai á, không biết được vậy không. Rồi, bây giờ mình đến với cặp đôi thứ hai. Kéo màn xuống. Nếu bạn kia không thích hát hay, mình em có thể hát được. Rồi, xin mời bạn nam. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Phạm Văn Hoàng. Hoàng? Vâng ạ. Quê đâu Hoàng? Dạ em quê ở Nghệ An. Nghệ An? Vâng ạ. Rồi vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống lâu chưa? Dạ em vào thành phố Hồ Chí Minh được 4 năm rồi. 4 năm Hoàng nói bao nhiêu tuổi rồi chị Tường chưa nghe rõ. Dạ em năm nay 28 tuổi chị. 28 tuổi rồi ha, ở Nghệ An ha. Vâng ạ. Rồi bây giờ để mời bạn nữ nha. Dạ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Nóng quá, nóng quá. À, chào em tên là gì? Chào chị. Chào anh Quyền Linh, chào khán giả. Chào bạn. Em tên là Trâm. Trâm? Dạ, Bích Trâm. Bích Trâm? Dạ. Trâm rung quá hả? Bình tĩnh đi em, đâu có gì đâu rung. Trâm năm nay bao nhiêu tuổi và đang làm gì? Em 24 tuổi, em đang là nhân viên văn phòng của một công ty Hàn Quốc. Rồi ở trong công ty mình không có nam hả? Không có tìm được ai hả? Hay sao mà phải nhờ đến chương trình? Dạ có. Công ty em có nam mà em nhìn chưa có được. Vậy em muốn điều gì? Em muốn một người bạn trai là như thế nào? Em không thích trước đi. Rồi không thích. Em không thích người con trai tóc dài đen thui. Bên kia dài không anh Linh? Dài chút. Đen không? Đen. Trời ơi, đen là thui đen á. Rồi không thích gì nữa bạn? Em không thích con trai để móng tay dài, không thích con trai mang dép đi mà đẹp xẹp lẹp xẹp. Dạ. Một lát mà chung qua mà thấy có dép rồi móng tay dài là tôi cho về luôn, khỏi kéo màn coi luôn. Dạ, nói gì nữa bạn? Cái đó là cái em nhìn đầu tiên khi gặp một người con trai. Rồi. Dạ. Rồi bên bạn trai, bạn gái có tiêu chuẩn như vậy. Bây giờ không thích hỏi nhiều bạn thứ nào lắm đó nha. Nghề nghiệp của bạn là gì? Thì công việc của em là tư vấn và quản lý giáo dục cho những cái lớp mà giải vẽ những cái vai trò tư vấn và giáo dục con cái. Như vậy thì hiểu tâm lý của bạn phái nữ lắm đúng không? Dạ cũng chút chút anh.
Nhưng mà hồi nãy tiêu chuẩn của mấy bạn, của bạn gái bên này đưa ra đó, mấy cái mà bạn này ghét á, thì bạn có bị dính vô mấy cái nào không? Dính vô hết chị. Trời đất ơi. Vâng. Dạ. Còn những cái điểm gì mà bạn thích ở một người bạn trai, bạn mong muốn ở người bạn trai của mình? Không có nói dối, thành thật, sạch sẽ, gọn gàng. Ý bạn là bạn trai thường hay ở dơ phải không? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Con luôn trai hả? Hay như vậy, con trai hay như vậy. Ôi, anh Quyền Linh ở dơ dữ lắm luôn á. Bạn hình như cũng hơi kén chọn đó, cho nên là xinh thế mà cũng mà chứ tại em nhỏ. Tại em nhỏ hả? Rồi em có muốn bạn trai mình to hay nhỏ? Em muốn to. Bao nhiêu, cỡ bao nhiêu? Em muốn cao 1m69. Có cái mẫu người lý tưởng nào, cái chuẩn người nào có mà bạn thích không? Dạ, ai có. Ví dụ em thích Kim Bum. Cũng ít thích quá ha. Bây giờ nào, bạn thích gì ở người phụ nữ bạn đang tìm? Em thích đó là người phụ nữ có nghề nghiệp ổn định. Thứ hai nữa là cũng có chút học vấn. Thứ ba đó là biết thông cảm và sẻ chia. Ngoại hình thì dễ nhìn chút. Nói chung yêu cầu thì cũng không cao lắm. Cao chứ, cũng hơi cao đấy. Dạ, em nghĩ những cái yêu cầu đó chắc là bạn nữ bên kia đáp ứng hết. Hay quá ha, sao biết tao bên đây sao mà đáp ứng được hết. Dạ, vì hồi nãy nghe chị Cát Tường khen là bạn kia đẹp. Trời ơi, tôi khen vậy đó, tôi đánh trống lãng, tôi đánh lạc hướng thôi. Làm công ty Hàn Quốc thì chắc cũng có trình độ. Anh có biết là mình có ưu điểm gì hay không? Dạ, ưu điểm của em là hát, thổi kèn harmonica và chơi thể thao. Wow. Hầu như tất cả các môn. Bữa nay bạn biểu diễn một môn đi bạn, cho tất cả mọi người đây cùng thưởng thức, với cho bạn gái bên này thưởng thức luôn nè. Em sẽ hát một bài đúng không ạ? Vâng, xin phép anh cho em đứng dậy. Em xin hát bài Gửi Em Chiếc Nón Bài Thơ. Rồi, mời bạn. Anh gửi cho em chiếc nón bài thơ xứ Nghệ, mang hình bóng quê hương, lợp vào đây trăm mến ngàn thương. Có vẻ bạn rất là dàn dĩ bởi vì bạn là tư vấn mà đúng không? Vâng ạ. Rất là dàn dĩ. Bạn cảm nhận giọng hát của bạn nam bên kia như thế nào? Em rất bình thường. Vì em không thích con trai hát hay. Ủa kỳ vậy chị, hát hay có mắc mới gì, hát hay sao không thích? Ca sĩ hát hay thì được, nhưng mà người bình thường hát hay em lại chẳng. Nghĩa là em thích người hát dở đúng không? Ủa gì kỳ vậy? Ủa đúng vậy? Không em? Tự cái này kỳ cục, ca sĩ hát hay thì được. Dạ. Người bình thường không được quyền hát hay. Em nói chung là em chẳng thích gì vậy. Đâu vậy, em hát một câu chị nghe thử đi. Em hát một câu thử chị nghe coi, để chị tìm nguyên nhân tại sao em không thích người hát hay. Một câu thôi cũng được nữa. Em chẳng được bài nào hết á. Vài câu, một câu thôi. Sao kỳ vậy? Ủa, bạn thích người hát dở hả? Em không thích người nghệ sĩ cho lắm. Em không thích con trai hát hay. Không thích nghệ sĩ à, không thích con trai hát hay. Nó rõ ràng cái đó à. Em không thích con trai hát hay. Vậy bạn thích cái gì nhất? Em hả? Em thích Cấm Hoa. Cấm Hoa? Vậy con trai Cấm Hoa bạn thích không? Cấm Hoa tặng em thì em thích. Coi như là nó lưng lửng cũng không hiểu sao luôn á. Dạ không sao anh. Cảm nhận thế nào? Bạn là người tư vấn nghiên cứu luôn, bạn cảm nhận thế nào về tâm lý cô gái bên kia? Dạ em là người dễ hòa hợp và dễ chiều lắm. Nếu bạn kia không thích hát hay, mình em có thể hát được. Và nếu bạn kia là thích Cắm Hoa, em cắm được. Và cắm rất đẹp. Thôi cho hai người gặp mặt đi. Không phải, để em hỏi cái đã, từ từ. Nhưng mà nói nghe nè, bây giờ thí dụ người ta không phải hát hay mà người ta có cái năng khiếu khác được không? Hay là ai cái gì giỏi bạn cũng không thích? Em không cần có tài đâu, chỉ cần công việc, tốt cho công việc. Em có thích lãng mạn không? Dạ thích. Ủa thì cũng là... Trời ơi, cô này cô khó quá vậy, sao tôi tìm người được trời. Rồi kéo màn lên. Để tôi coi cái đã, tôi chưa có coi. Thôi, mà kéo cái gì. Dạ chị ạ. Hơi rối chút xíu ha, hết sức bình tĩnh. Sao? Dạ. Chuyên gia tâm lý hả? Vâng. Sao anh này, anh cứu cái ca này được? Dạ thường thường những cái ca khó thì tạo cho mình cái động lực, mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Đây là một cơ hội để phát triển trong nghề nghiệp. Vâng ạ. Mình thử sức trong nghề nghiệp. Dạ. Nhưng mà không biết cái ca này bạn làm nổi hay không. Chứ tôi thấy bó tay rồi đó. Được. Có nghĩa cái gì giỏi là không cần thiết. Còn những thứ người ta chịu được. Còn thứ này nữa. Có tiền nhiều bạn chịu không? Em với ai cũng thích hết. Nhưng mà em không thích con trai mà nói dối. Tao nói sao, tao nói miễn tao có nhiều tiền đưa cho bạn được rồi.
cho hai người nói chuyện với nhau đi chứ em thua để cho chuyên gia tâm lý người ta, ta đánh giá tư tưởng này ngộ lắm. 2 phút gặp nhau, bắt đầu. Em chào em. Em chào anh. Em năm nay chắc 28 tuổi. Bao nhiêu? Em 24. 24 hả? Anh thấy em rất dễ thương. Chắc là em cũng chưa bộc lộ hết. Nhưng sau này nếu mà em đồng ý hẹn hò, mình sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn và sẽ biết nhau nhiều hơn, đúng không? Dạ. Anh là ở đâu? Anh quê Nghệ An, nhưng anh thì có dự định là lập nghiệp ở Sài Gòn và lấy vợ và ở Sài Gòn luôn. Dạ. Em thấy anh thế nào? Anh à, chưa thấy nghiêm chỉnh đó. Anh giống Kim Bum không? Không, giống chút nào. Anh cũng biết Kim Bum mà. Kim Bum với Kim Chích cũng như nhau. Thế em thích, sở thích của em là gì? Em thích đi mua sắm. Đi mua sắm. Em thích ngắm hoa, thở bất ngờ. Bất ngờ. Ủa hồi xưa bạn trai cũ của em có tặng hoa cho em không? Dạ có, tặng thường xuyên chị. Thường xuyên là làm sao? À, thỉnh thoảng hai bó cũng được. Tặng hoa vậy đó. Cái hàng chị anh hết vốn đi luôn rồi. Chứ vậy có cái dịp gì, cái gì đặc biệt hay lâu lâu tặng lần chứ tặng tuần hai bó tiền đâu tặng. Chắc trồng nguyên vườn hoa trong nhà, mỗi ngày vô hái một cành thôi tặng. Tặng hoa bùm bụp nó rẻ lắm. Rồi, chúng ta hết giờ. Xin mời hai bạn đặt tay vào nút đỏ. Nãy giờ mình nói chuyện trao đổi với nhau cho nó vui, để hiểu hơn về nhau. Nhưng khi đến quyết định các bạn phải suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta nhấn nút là chúng ta đồng ý yêu nhau, chứ không phải đến đây hẹn hò cho nó vui các bạn nha. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 hết giờ. Chúc mừng hai bạn. Công à. Suy nghĩ kỹ chưa em? Em bấm rồi đó thôi. Suy nghĩ kỹ chưa? Dạ. Kỹ tao mới bấm. Em thích ngắm. Em không thích hát hay. Em thích hát dở. Em thích một tuần hai bó. Em thích tặng hoài luôn. Sao bạn đủ khả năng làm điều đó không bạn trai? Dạ em nghĩ khi mình yêu thương ai đó thì mình sẽ là động lực cho mình. Bạn nhắm bằng tuần hai bó bạn tặng được bao lâu? Dạ đôi lúc không mình muốn tặng hoa nhưng có những thứ khác để tặng. Vì người vì sở thích của người yêu không chỉ là ở hoa còn những thứ khác. Đúng rồi. Đúng là tâm lý thiệt. Tháng đầu tặng hoa cũng hai bó, tháng sau cũng tặng hai bó mà bó rau. Rau muống. À mình có thể nắm tay nhau một cái. Bạn không hôn nhưng mà mình có thể nắm tay nhau, mình xem mình có truyền hơi ấm gì cho nhau chưa. Nó là một cái bước đầu tiên để mình đồng ý hẹn hò với nhau. Tặng quà cho hai bạn đi. Thì nắm tay nhau mới tặng chứ. Tay em ra mồ hôi. Kệ không sao. À, thật sự là mình rất hồi hộp. Không biết là hai bạn có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Tại vì mình thấy nếu mà bạn không có chọn cái anh này thì rất là tiếc nuối. Bởi vì nếu như là một người phụ nữ, một cái nhìn khách quan thì mình thấy đây là một người đàn ông có thể dựa dẫm được. Anh rất là hiểu tâm lý và rất là chiều chuộng bạn. Rất là may mắn và tôi cũng rất là vui là khi bạn đã đồng ý chọn anh ấy. Và đây là một món quà tặng cho hai bạn. Đây là một cái món quà đầu tiên, là một cái cơ hội đầu tiên. Hai bạn hãy nắm tay nhau đến xem phim. Và nhớ xem phim thì phải mua hoa tặng cho cổ nha. Vâng, em cảm ơn anh chị. Cảm chúc ơn hai bạn sẽ tìm được hạnh phúc cho mình. Vâng. Chúc quý vị. Chúc... Rồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi chúng ta giới thiệu về mình cho đối phương cùng nghe nha. Xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và bạn nữ bên kia. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Trương Đình Tựu, năm nay mình 28 tuổi, gốc của mình là ở miền Trung, Quảng Trị. Mình sinh ra và lớn lên tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Hiện tại mình đang làm tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của mình là nhân viên tại showroom xe máy của Honda Việt Nam. Mời bạn gái. Em xin chào quý vị khán thính giả, anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Thị Như Ý, sinh năm 1992. Tuổi thì của em là 25 nhưng mà trên giấy tờ của em là 1994. Hiện tại em đang làm sale tại Wall Street List. Em quê ở Bà Rịa Vũng Tàu. Em sinh ra là ở Bà Rịa Vũng Tàu nhưng mà quê gốc là ở Quảng Trị. Ủa? Rồi sao trùng hợp dữ vậy? Có bà con với nhau không vậy? Đúng rồi đó. Cái này mà cưới chắc đỡ tiền đưa dâu lại đỡ tiền xe ha. Trời đất ơi.
Vậy là hợp lý rồi. Chúng ta chia sẻ chút xíu về đường tình trường đi bạn. Bạn nữ bên kia, bạn trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua ba mối tình. Mối tình thứ ba thì để là cho em nhiều sâu đậm nhất. Nhưng mà tại vì do cái tính của người đàn ông đó lăng nhăng, em không có thích cái điều đó. Cho nên mình là chia em tay bao đã lâu rồi? Dạ, em chia đây là cách đây là 3 tháng rồi chị. Mới 3 tháng à? Dạ. Đó là mối tình sâu đậm mới chia tay 3 tháng lên đây rồi. Nhưng mà một khi mà em đã phát hiện được người ta mà lăng nhăng vậy là em chấm dứt. Quên liền. Dạ. Bạn nam, bạn trải qua mấy mối tình rồi? Thực ra em yêu đơn phương nhiều lắm. Mối tình chính thức thì có 2 mối tình. Một mối tình năm 2011, khoảng được 1 tháng là chia tay, bởi vì bạn gái chưa quên được người yêu cũ. Thiệt là đau khổ. Thiệt là đau khổ quá. Đúng. Thì nên là mình dứt khoát chia tay. Khoảng 2-3 tuần sau thì bạn đó lại quay lại với em. Bạn đó lại tán tỉnh em trong vòng khoảng 5, nhưng mà em không chịu. Bây giờ thì... Là bạn đó thiệt là đau khổ rồi. Bây giờ thì bạn đó và mình thì cũng là anh em với nhau thôi. Thôi bây giờ mình đã kể những cái mối tình của mình rồi, đường tình trường. Bây giờ rút kinh nghiệm cho những cái điều đó để mình vun đắp cho mối tình tiếp theo này nó trọn vẹn, nó hoàn hảo hơn em ha. Như Ý có điểm mạnh và điểm yếu gì em? Dạ, điểm mạnh của em là em nhớ dai và thuộc dai. Nhớ dai, thuộc dai. Dạ, đúng rồi. Ví dụ như là ai mà chọc tức em cái điều gì đó làm em phát điên là em có thể nhớ thành lòng của người ta, và em có thể diễn đạt lại cho người ta. Và mà đó giờ em thù bao nhiêu người rồi? Em thù nhiều người lắm. Thù nhiều người lắm hả? nhưng mà không có để bụng, chỉ là ví dụ như mà người ta khơi gợi lại cái điều đó là em có thể nhớ lại điều đó và nói là đúng cái diễn tả cái câu từ người ta để em làm cho người ta nhớ là người ta đã từng cư xử như vậy với em. Đúng rồi chị. Chi cho cực vậy thôi, vui vui cho qua đi em ơi. Nhưng mà cái thu giá như vậy, nhưng mà em sống thì nội tâm. Dạ. Bạn trai thì sao, mình có điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh thì em nghĩ là năm 10 tuổi là em đã biết làm hầu như hết việc nhà rồi, tại nhà em 3 đứa con trai mà. Giỏi hả? À, khoảng 18 tuổi tốt nghiệp 12 xong thì lúc đó cũng gần như coi em là trụ cột chính của gia đình vậy ạ. Thì cũng thế mạnh, phải tự lập ha. Tự lập ha. Còn điểm yếu? Em rất là tin tưởng vào người khác, em dễ tin lắm. Ví dụ như bạn bè em đang khó khăn đi, khó khăn chuyện gì không biết, nó ví dụ mượn tiền hay là ai mắc nợ em vậy á, em cũng hỏi một hai lần, thấy họ chưa trả lời, chưa có rồi thôi, lần sau không đòi nữa, khi nào có trả. Mà 3-4 năm chắc cũng có cái 7-8 năm rồi chưa trả. Rồi thôi được rồi. Bây giờ mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè? Dạ, mẫu bạn trai lý tưởng của em là sống tình cảm, biết quan tâm tới người khác, hài hước, uy tín. Và ví dụ như là mình hiểu nhau là ở mức là mình nhìn vào mắt nhau là mình cũng hiểu được nhau rồi. Là em thích nhất là ở điều đó. Không cần phải nói nhiều phải dạ, không? Dạ đúng rồi. Điều dạ, gì em không thích? Dạ, không thích lăng nhăng, không thích uống rượu bia nhiều. Ví dụ như là đi rượu bia nhiều mà về lè nhè là em không thích. Rồi. Dạ. Bạn trai, có rượu bia không em? Dạ, đô em đủ để ngoại giao. Ví dụ như là giao nhiêu uống nhiêu. Đẹp trai ha. Ồ, giỏi ha. Dạ chị. Sao ế? Dạ, thực ra là cái tính của em rất là rõ ràng. Em tìm một người bất cứ ai thì em quen á, là em xác định quen là cưới. Chứ không phải... quen cho chơi vui. Quen chơi vui, không có quen, mất thời gian. Bây giờ nếu được thì chừng nào đám cưới? Dạ, nếu hợp nhau rồi được thì cuối năm nay cũng được, và có thể là qua năm sau. Mẫu người lý tưởng của bạn là như thế nào? Dạ, dễ thương, ăn mặc phải lịch sự, gọn gàng, đúng nơi, đúng địa điểm. Đừng có quá sexy. Sexy quá em không... Không em chịu không... Dạ. Dạ, có cái chuẩn cái mẫu người như thế nào không? Dạ, ví dụ như tóc dài. Tóc dài. Đặc biệt là đừng bao giờ nghĩ tới cắt tóc ngắn nha. Dạ, thì đó là quan điểm của mỗi người thôi ạ. Em là em không có thích tóc ngắn. Gì nữa không? Còn nhiều cái để nói cái mẫu người. Đấy, nói luôn đi. Bây giờ phải tìm người yêu cho nó đúng chứ không là không sai. Có cái hình mẫu lý tưởng giống ai không? Ừ, giống Thủy Tiên mà vợ của Đan Trường á. Tại em hâm mộ Đan Trường. Em tin tưởng là anh Trường quyết định chọn một người vợ rất là ok. Ok là ok cho Đan Trường chứ đâu phải là ok cho em. Thì ý là chọn thì theo ý em. Mẫu của mẫu như mẫu vậy. Giống giống vậy rồi. Sao trách tao được? Hết chưa? Dạ. Về nha. Dạ. Tôi thích cái mẫu vậy mà. Miễn sao giống giống mẫu vậy ha. Định qua coi giống vợ Đan Trường hay không nha. Rồi. Yêu cầu đàn trai là vậy. Không biết. Wow.
trắng tươi à, dễ thương. Nhưng mà con cái nè, khoảng khoảng dày dày được không? Ừ, hả? Dạ được, ngang vai là được. Không, đừng có cao có hơn. Có màu được không? Có màu được không? Dạ màu tối tối thôi, đừng có vàng. Mà... nó cũng vàng đó. Vàng hả anh? Ừ. Em ơi, hả? Nếu mà quen thôi để em coi lại. Có thể là biết không? Nhiều điểm tốt có thể bù lại. Còn biết nữa, còn biết câu đó dớp lại cũng được. Em. Dạ. Một cái người mà cũng hơi khó tính như vậy, em có lo ngại gì không? Tại vì ba mẹ em cũng là người Trung, cũng cũng hơi khó tính, nhưng mà dù gì cũng muốn tốt cho mình thôi. Đúng rồi, anh mong muốn gì thôi, nhưng nó quan trọng là cái sự hiểu nhau. Đúng rồi, hiểu nhau về tình yêu nó đủ lớn thôi. Dạ đúng. Nói gì ai cũng phải đặt ra những cái đối tượng nào đó, nhiều cái đặt cao đó, nhưng mà gặp tình yêu rồi là quên hết thôi. Dạ. Thôi được rồi, anh thấy thế này nè, hai bên cũng rất là năng động, hai người cũng là người những người suy nghĩ hiện đại, hợp lý đấy. Bên kia cũng rất dễ thương, quan trọng là các bạn nhìn coi tình yêu đủ lớn để vượt qua tất cả mọi thứ thôi ha. Dạ. Thôi mình hỏi thăm người thân chút xíu đi, em có đi với ai em hỏi đi. Dạ em đi với dì của em. Dì. Dì rồi. Thay mẹ. Cô xin chào Huyền Linh và Cát Tường. Dạ. Xin chào quý khán giả. Chào cô. Nói chung là dì thấy phải nói là dì rất là cảm động khi là mình là người Quảng Trị mà lại gặp ngay cái người Quảng Trị với lại hả cái tính tình hả đẹp gái. Wow. Dễ thương tính tình. Thấy chưa? Dạ. Dì là số 1 của Trương Đình Tựu. Dạ. Đó. Cho nên là khi mà dì là quyết định cũng có hả trọng lượng. Trọng lượng lắm, chứ không phải là không. Thì dì nói với Tựu đi, quyết định đi từ Tựu hay sao đó. Quyết định luôn. Cuối năm cưới được không dì? Không có sao hết á. Dì chỉ mong hai con hả luôn luôn nhìn về một hướng. Đó. Với lại hả dì hả mày mong hai con là xấu hả là cái chữ này thôi. Dạ. Đó. Là tôn trọng, yêu thương và tha thứ. Xin cảm ơn chương trình. Dạ, dạ. Cảm ơn dì. Nhớ nha. Dạ. Con gái hôm nay mình có đi với ai không? Dạ em đi với bạn cùng lớp với em hồi đại học. Rồi. Dạ. Bạn em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Thì em là bạn thân của bạn Như Ý. Thì là bạn của em thì rất là hiền, được cái nấu ăn rất là ngon. Có một điều này em chia sẻ là bạn em mới cắt tóc đây chừng 2 tháng thôi. Chứ lúc trước là bạn em tóc rất là dài. Anh nói cho nên bạn em buồn á. Em thấy là bạn trai bên đây là cũng rất là dễ thương, là chững chạc so với bạn của em. Rồi bây giờ hai bên gặp mặt đi ha. Rồi cảm ơn bạn. Như Ý bên đây là Tựu ha. Tựu Ý cũng được. Tựu Ý lại để mình học. Cảm ơn Ý là mang cho nó phát triển kinh tế gia đình ha. Nào 2 phút các bạn có thể thoải mái trò chuyện với nhau. Bắt đầu. Dạ em chào anh. Chào em. Vàng quá ha. quan niệm tình yêu, quan niệm tình yêu của em như thế nào? Tựu. Anh thích sự đơn giản nên anh nhờ chị bó hoa cũng thiệt là đơn giản thôi. Không có rườm rà nhiều. Cảm ơn. Dạ quan niệm về tình yêu của em á là chỉ cần hiểu nhau là đủ. Ví dụ như là khi mình đã xác định với nhau thì mình nên xác định lâu dài. Thì khi yêu nhau thì ai cũng có những cái khó khăn riêng. Thì miệng là mình hiểu nhau và giúp đỡ nhau cùng đồng tiến là được. Dạ. Em tuyệt vời quá. Quan niệm của em giống của anh quá. Dự định tương lai thế nào hai bạn? Thời điểm này đã chín mùi để anh lập gia đình. Anh cũng muốn tìm một người cho đàng hoàng như anh chia sẻ nãy giờ, để mình tiến tới hôn nhân. Bạn nam hát một bài hát gì tỏ tình cho bạn nữ đi. Rồi anh sẽ tặng em và toàn thể quý vị một bài hát là Bến Bờ Hạnh Phúc. Mà trong đám cưới của anh Đan Trường, anh Đan Trường hát bài này. Rồi. Fan cuồng. Một bông hoa xin tươi tặng em yêu dấu, một nụ hôn yêu thương khẽ trao bờ môi. Ngày đầu tiên anh gặp em, anh biết ta mãi là của nhau. Và ơn trên ban cho đôi ta tình vợ chồng. Và hôm nay đây trên trời cao chiếu sáng, đôi tình ta được hạnh phúc bên bờ.
Em xinh đẹp kiêu sa, điệp từ trong giấc mơ. Anh mỉm cười, cầm tay em khẽ nói I love you. Rồi, cảm ơn hai bạn. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Quyết định một điều rất thiêng liêng các bạn nhé. Có gì ngồi đây, có người lớn, có gia đình, có bạn bè, có hàng triệu người đang xem các bạn. Hãy bấm nút theo con tim của mình. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Ôm luôn rồi, khỏi đi khỏi. Cho tình cảm em ha. Thôi hãy tìm lấy hạnh phúc của nhau. Dạ. Hãy chung một con đường đi ha. Mảnh ghép suốt cuộc đời với nhau. Hy vọng là điều đó sẽ xảy ra. Hạnh phúc sẽ may mắn đến với các bạn càng sớm càng tốt. Mong nhận được thiệp của các bạn. Dạ. Đây là chiếc mai giá thiệp. Mai giá tư thùa. Rồi gì nữa? Thường thì gia đình với lại bạn bè hay nhận xét con là vui vẻ, thẳng thắn, yêu quý rõ ràng thôi. Ở nhà thì cháu sống rất tình cảm, và chỉ có cái điều là cũng nhõng nhẽo dằn lên cả phần của em nữa. Em thấy anh hiền, thà, dễ thương. Dễ thương đúng không? Đâu, mấy năm nữa là được tiến tới hôn nhân. Nếu được thì chắc cỡ 5 năm nữa. 5 năm nữa hả? Lâu vậy? Lâu lắm. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ hai bạn có mặt ở trên sân khấu này cách nhau cái hàng rào thôi. Thôi, mời bạn trai giới thiệu về mình. Con tên là Nguyễn Trường An. Nguyễn Trường An. Năm 94, 27 tuổi. Cũng 27 ha. Trường An làm gì? Con nhân viên may mặc ở nhà. May hả? Dạ. May gì? May công quần áo cho các công ty á. À, quần áo á. Dạ. Công nghiệp á ha. Dạ, công nghiệp. May đâu? Ở đâu An? Con may ở bà gì bà làm. Mà ở đâu? Mà Bình Chánh. Bình Chánh hả? Dạ. Rồi quê mình ở đâu? Cũng Bình Chánh luôn. À, Bình Chánh luôn. Dạ. Bên nhà gái mình giới thiệu một chút xíu về bản thân nào. Dạ, con tên là Lê Thùy Trinh. Thùy Trinh. Dạ, năm nay con 25 tuổi. Hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Con làm ngành gì? Dạ, con là nhân viên bán thuốc. Nhân viên bán thuốc dược, bên dược sĩ đúng không? Mình có ưu khuyết điểm gì hả An? Con biết mai giá thiêu. Mai giá thiêu thùa. Rồi gì nữa? Có đi tập thể hình á. Hả? Có đi tập thể hình á. Tập thể hình luôn hả? Dạ. Rồi làm gì nữa? Thì biết làm nấu ăn nữa. Nấu ăn nữa? Dạ. Nấu được món gì ngon? Thì mua món gì làm món đó. Muốn món gì ăn món đó ha? Dạ. Có khuyết điểm gì không An? Hay nóng tính, đừng cầm rầm nhiều quá. Con mà nóng tính luôn hả? Dạ. Thấy hiền quá mà. Nóng con làm gì nè, nóng nhất con làm gì? Thì nóng quá chắc thì nói nhiều quá thì chắc con bỏ đi chỗ khác, chắc cố. Vậy không sao, nóng bỏ đi là không sao, sợ nóng đập đồ này kia thì mệt lắm. Nè, đó là con. Bên đàn trai, con như đàn gái. Con sao nè, con ưu khuyết điểm sao nè? Dạ, ưu điểm thì con cũng không có được nhiều. Thường thì gia đình với lại bạn bè hay nhận xét con là vui vẻ, thẳng thắn, yêu quý rõ ràng thôi. Còn nhược điểm của con? Dạ là nhõng nhẽo, ít nói. Tính tình thì rất là con nít. Thôi vậy thôi. Dạ hết. Hết rồi, cô cũng nghĩ là hết rồi ha. Rồi đường tình duyên sao? Kể nghe chơi cái nè. Dạ con chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào hết luôn. Trời, thấy thương. Chưa không? Có đơn phương ai chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Dạ. Lý do tại sao vậy? Con xinh xắn như vậy, tại sao con khó quá hay sao, hay là con kén chọn kỹ? Dạ không, tại cũng một phần là do tính con ít nói, với lại cũng không có kiểu như là chưa có nói hết được những cái gì mình suy nghĩ. Với lại con cũng hơi tự ti về bản thân. Con tự ti cái gì? Con nghĩ là con tự ti cái gì về bản thân mình? Dạ là con cũng về mái tóc, nhiều khi con cũng không được giống như những người bạn khác. Ủa? Cái mái tóc thì nếu mà mình không thích ngắn thì mình để nó dài ra thôi chứ. Dạ tại con để tóc dài cũng được. Nhưng mà con có biết cái mái tóc ngắn này của con nó rất hợp với khuôn mặt của con không? Rồi có thương thầm ai chưa? Có rung động, có sao xuyến với ai chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Coi phim ảnh có thích diễn viên Hàn Quốc nào không, hay là diễn viên Mỹ nào không? Dạ có.
Ai? Phúc Xác Minh. Hả? Cái chú đóng Logan á. Logan người sói á. Làm gì có mà Việt Nam luôn Logan. Rồi, trời đất, ai vậy? Con thích như vậy đó hả? Thì cô qua cô coi thử bên kia nha. Coi có cái nét nào giống chú đó không? Người sói của tôi đâu? Con chào cô Hồng Vân. Hiền khô à, đâu có miếng sói nào đâu ha. Có mấy mối tình là kể với cô Hồng Vân nghe đi. Con cũng chưa có mối tình nào hết. Con chưa có mối tình nào luôn? Dạ. Vậy đó hả? Lý do tại sao vậy? Thì công việc con tru bố quá, con không có đi tìm tìm hiểu được ai hết. Vậy đó hả? Dạ. Do Mai Giá thiêu thùa suốt ngày mà. Thì phụ cho cô mà. Ừ. Hàng xuất khẩu mà tới mùa một cái là khỏi ngủ luôn, chứ đừng nói là đi chơi đúng không? Dạ. Cái mẫu người mà con muốn là như thế nào? Hiền là được rồi. Hiền là được hả? Dạ. Thôi ôi, con nhà gái tôi nó dễ thương như nhà thế này mà hiền. Nó mặc cảm về cái mái tóc nè. Ông coi cái mái tóc như vậy mà nó mặc cảm là sao trời? Đâu có đâu, đẹp mà. Trời đất có ơi. Có gì mặc cảm đâu. Không mắt cứ... con rất là đẹp luôn. Đặc trưng như thế mà. Con là lạ đó, nghĩa là độc lạ luôn. Cái đó cô nói nghiêm túc. Rồi bây giờ là con thích một cái người chồng lý tưởng như thế nào? Đầu tiên là quan trọng nhất là phải chung thủy. Chung thủy? Dạ. Biết có trách nhiệm với gia đình. Có trách nhiệm. Dạ. Chung thủy không? Có. Trách nhiệm không? Có trách nhiệm chứ. Trách nhiệm luôn ha. Thiệt luôn rồi. Đó, khỏe rồi đó. Mình không thích điều gì đàn ông? Dạ là hút thuốc. Có hút thuốc không? Không, con hút thuốc. Rồi. Nhậu nhưng mà cũng đừng có nhậu nhiều quá. Cứ như là nhậu xã giao thôi. Ừ, có nhậu không? cũng có nhậu một ít. Xã giao thôi ha. Dạ. Được dạ, chưa? Dạ được rồi. Được rồi ha. Vậy tính tình thì kia được rồi đó ha. Con đi với ai vậy? Dạ con đi với mẹ và dì. À có mẹ có dì. Mừng quá. Chào chị Hồng Vân. Chào anh Kiền Linh. Chào tất cả mọi người. Tôi là mẹ của Thị Trân. Thì như cháu cũng chia sẻ thì đúng là cháu thì nhát lắm. Từ khi cháu đi làm giờ thì cũng đỡ hơn chút đó. Mới được nói được như vậy. Ở nhà thì cháu sống rất tình cảm. Chỉ có cái điều là cũng nhõng nhẽo dành luôn cả phần của em nữa. Còn thấy... về bên bạn trai này thì mẹ thấy bạn trai hiền, chất phác. Chứ đó là ý kiến của mẹ thôi, còn tất cả chút nữa gặp nhau thì tùy thuộc vào con nha. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn nhà gái. Trai đi với ai? Con đi với mẹ. Có mẹ nữa mẹ hả? Mẹ luôn. Rồi hai bà mẹ đưa con đi gặp gỡ bạn ngày đầu tiên ha. Bạn mới hẹn hò. Chào cô em Vân với anh Nguyễn Linh. Mẹ thấy con rể tương lai yếu quỳnh con dâu tương lai được không? dạ em thấy gì cũng được đó mà thì tùy hai đứa nó thôi chứ em biết thì nó quen thì sao thì em theo ý kiến của nó. Có nghĩa là con đặt đâu là mẹ ngồi đó đúng không? Tại vì cái thằng này thì nói chung nó cũng hiền lắm. Nó lo làm không mà nó mới chơi bời với ai hết á. Bởi vậy bây giờ hai mấy tuổi rồi mà chưa có mối tình nào hết trơn á. Giờ nè, sẵn đây có bài xui tương lai đó. Bà ngồi kia nói với bà mấy câu đi. Nói thôi sẵn đây nếu tụi nó hợp thì chị cho hai bên quen nhau rồi mình tính sao đó. Bây giờ ví dụ nếu chị đồng ý á thì cho hai đứa nó quen tìm hiểu đi. Thì trong ví dụ 1-2 năm gì đó thì cưới cũng được. Rồi hai người đứng nhau đối mặt nhau nói rồi chào chị xui tương lai đi. Chào chị. Rồi đó. Nãy giờ thì tôi cũng nói rồi thì thấy cháu thật hiền. Dạ. Thật thà. Dạ. Nên là nếu được thì chúng nó cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu. Dạ. Rồi còn mọi chuyện thì để đúng tụi rồi. Nó tự quyết. Dạ. Đúng rồi, em cũng nghĩ như chị vậy thôi. Kệ nó đi, giờ kệ nó, con nó ấy thì mình phải lo cho nó chứ sao giờ nó cũng lớn tuổi rồi. Rồi cảm ơn hai bà mẹ. Thôi mở rào cho hai trẻ nó gặp đi. Mở rào. Rồi bắt đầu đi An. Tặng ông hoa. Đứng hình, ông hoa. Đứng hình luôn rồi, ông đứng hình luôn. Anh có món quà với một cái áo sơ mi mới mai hay tối hôm qua. Dạ em cảm ơn. Em có thích cái bông nào anh nên kết đây luôn cho em. Rồi dạ. Cái con mở cái áo coi. Con mở ra coi nào. Quá. Sơ mi trắng. Con có thích mặc sơ mi không dạ? Đây. Dạ cũng thích hả? Thích đúng không? Dạ. Cô thấy con đi giày chắc con thích mặc sơ mi. Hoa gì vậy? Con thích màu gì? Màu này. Con thích màu hồng phải không? Bạn trai thì làm luôn hả? Dạ. Kết luôn hả? Rồi có luôn. Tàu có kim chỉ chưa? Có chứ. Chuẩn bị luôn trời. Có chuẩn bị. Có chuẩn bị luôn hả? Có. Trời ơi. Sẽ chỉ Amaze.
kim em lùa. Không thấy cái mối luôn. Không thấy mối luôn hả? Rối rồi. Mình bị rối rồi. Rối rồi. Thời buổi này mà con trai còn gọi là xỏ kim nữa. Lâu lắm tôi mới thấy hình ảnh này luôn á. Trời. Thấy không? Trời nó xỏ về, cái vô luôn à. Vậy cái rồi cái nó người ta nói trời mày con trai giống con gái vậy. Ngồi vậy thiêu từ con ngựa vậy đó. Đi làm về cái tối rồi ổng ổng làm mà nóng rồi. Hình ảnh rất đẹp đó ha. Mình gắn ở đâu người nè? Vợ ngồi coi người đàn ông xe chỉ luồng kim giá áo. Chắc cũng 30 năm tôi chưa đụng tới cái kim chỉ. Là mới may tối qua luôn hả con? Dạ. Con mới may tối. Con canh cái size đúng không ta? Con may từ 55 tới 60 ký. Ok. Tối cứ vợ ngồi coi tivi chồng may giá. Rồi, được rồi. Tạm vậy đi. Đó, thử xỏ hai cái tay vô coi. Đó, để sơ sơ xem nào. Ông trời thử ơi, nó vừa dặn đi luôn ơi. Làm như nằm mơ thấy hình dạng đo sao. Trời ơi. Em ơi, đàn ông này hơi hiếm á. Ok. Không có dễ tìm đâu nha. Con mở ra đi con. Con làm bạn gái tặng con cái gì? Cảm ơn. Làm bên ngành dược á. Đó là nằm trong thông điệp 5K nó đứng hàng đầu. Dạ. Dạ. Còn với lại một cái là thuốc khỏe tăng cường sức khỏe. Dạ. Dạ. Cảm ơn em. Là thuốc bổ hay gì con? Là gì vậy? Dạ thuốc bổ. Ồ. À thuốc bổ rồi đem về tặng mẹ con. Em thấy anh sao? Em thấy anh hiền thật thà dễ thương. Dễ thương đúng không? Em có bao giờ mà em thấy có một người đàn ông mà may gọi là trước mặt mình rồi khoác áo vô cho mình có chưa? Dạ chưa. Cảm chưa. Giác ngày hôm nay con thấy sao? Nó sao sao, nó không giống như bình thường. Đúng rồi, nó có chút thay đổi rồi đúng không? Em trai, cảm giác bạn gái thế nào? Chinh thì ngoan hiện. Em thích hôn nhân này thế nào? Mấy năm nữa được tiến tới hôn nhân? Nếu được thì chắc cỡ 5 năm nữa. 5 năm nữa hả? Lâu vậy? Lâu lắm. 30 tuổi lấy là trễ rồi con. Thì khi mà công ăn việc làm ổn định đi rồi tiền thì mình tới bước đó mình tính tiếp. Với lại lúc đó là nếu như mà có tình cảm nhiều thì mình sẽ tiến tới. Anh cũng nghĩ là vậy. Chừng nào có tình cảm mà sâu đậm với nhau là tiến tới hôn nhân nó dạ. hợp hơn. Lại hát cho bạn nghe một bài đi. Anh hát đã. Trên đường đi về tình cờ tôi gặp em, người con gái trên lầu cao, trên giàn bông tím 10 giờ. Qua 10 giờ nở tới rực rỡ coi nguồn, thân sau lao vút vào tôi, nắng niu hồng hoang, có xanh leo kính sao. Tôi mới biết yêu lần đầu 10 giờ đã nói em tôi. Mình có hát lại đáp lại không con? Xa là sẽ nhớ ngay, xa là khoe mắt cay, xa là chỉ thấy em anh cười đôi mắt lim dim, xa là em sẽ tìm, sẽ nhìn anh chơi dù ngày hay đêm. À, dạ hết rồi, hết nhớ rồi. Về hát thì hai đứa chung hệ đó. Anh trai đứng lại nắm tay hai bạn gái, tay bạn gái đứng lên. Rồi, đó, nhìn vào mắt bạn gái, mong muốn điều gì đó, nói cho bạn gái biết mình đang suy nghĩ gì, trái tim mình ra sao. Em, anh đứng đây em hồi hộp. Em cũng vậy, em muốn cũng muốn rút. Em cũng vậy, em muốn cũng muốn rút. Chúc hồi mình cho nhau một cơ hội đi, rồi có gì mình tìm hiểu nhau, mình đến tới hôn nhân. Dạ. Yeah. Rồi. Thủ thôi. Thủy xong rồi đó. Về rồi. Chỗ đi nào. Rồi. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Bây giờ đã lúc chúng ta đưa ra quyết định bằng nút bấm. Một nè, hai nè, ba nè. Chưa kịp gì là hai đứa nó bấm rồi luôn nè. Nắm tay nhau đi. Con đứng đây. Chính thức là mình hẹn hò với nhau rồi đó. Và bây giờ con xin phép bác cho con hung bạn Trinh miếng. Nhanh đi. Xin phép bác cho con hôn bạn Trinh. Đó, ở gò má thôi nghe. Đó. Hít một cái thôi, hít sơ thôi, hít sơ thôi. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép.
gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Care. Vanessa Care là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba gửi tặng mỗi bạn một bếp từ IC20S2, mặt kính Hagen Đức, cao cấp, có khả năng chịu lực 150kg và chịu nhiệt đến 600 độ. Điều khiển cảm ứng trực tiếp, mâm nhiệt kép, tăng hiệu quả làm nóng lên gấp đôi. Chúc hai đứa vui vẻ nha. Dạ. Giờ giao lại cho hai bà mẹ. Dạ, do gia đình của con sinh sống, làm việc và học tập bên Nga. Và bố mẹ con dạy dỗ cũng tương đối là nghiêm. Con chú trọng việc học tập và việc nhà. Con chưa có mối tình nào ạ. Hả? Con chưa có mối tình nào luôn á hả? Dạ chưa. Dạ, nếu mà tính ra thì em cũng khoảng 3. Con có thể sử dụng thành thạo 2 ngoại ngữ, tiếng Nga và tiếng Anh ạ. Tìm một bạn gái thì chung thủy nè, thì ngoại hình ưa nhìn xíu. Em cũng mong muốn là bạn đời của em sẽ thành thật và sẽ chia mọi công việc trong gia đình. Như vậy là chúng ta đã có một cặp đôi đầu tiên bấm nút hẹn hò. Họ hiền quá, họ trong veo như những giọt sương mai vậy quý vị. Trong cuộc sống luôn luôn có những người như thế. Chúng ta cần có sự kết nối để họ có thể hạnh phúc hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Đây. Mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Rồi mời nhà trai giới thiệu về mình. Lời nói đầu tiên thì em xin gửi lời chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Dạ, chào bạn gái bên kia và chào khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Khánh, 32 tuổi, quê ở Vĩnh Long. Hiện tại là đang làm bên xe bất động sản ở Bình Dương và hiện tại cũng ở Bình Dương luôn. Khánh 32 tuổi, quê Vĩnh Long, ở Bình Dương. Mời nhà gái giới thiệu về mình đi. Con xin chào cô chú và quý khán giả trong hội trường. Con tên là Đặng Kim Anh, năm nay 32 tuổi, sinh năm 88. Tại Hà Nội, con và gia đình sinh sống thời gian dài tại nước ngoài, sau đó là đã quyết định chọn thành phố Hồ Chí Minh là điểm sinh sống. Con tốt nghiệp dược sĩ và đang làm tại bệnh viện ở quận 5. Con tốt nghiệp dược sĩ hả? Dạ. Gia đình mình ở đâu? Gia đình con ở quận Tân Bình ạ. Tân Bình. Mình nói một chút ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe đi Khánh. Em thì làm bên sale thì ưu điểm mình là dễ hòa đồng, cũng dễ tạo thiện cảm với người khác, cũng có thể là hơi nói nhiều xíu. Rồi, còn dạ. Khuyết điểm? Khuyết điểm của mình thì do hội trường đông quá thì nó hơi hồi hộp một xíu. Cái đó không phải khuyết điểm đâu, ai cũng bị cái đó cả. Khi ngủ thì hơi có ngáy một xíu. Ngủ ngáy hả? Hơi nhẹ. À, cũng ngáy, nói chung là giờ cứ bự bự chút là ngáy rồi. Dạ. Không phải khuyết điểm luôn. Còn mình nói sơ một chút về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi con. Dạ, ưu điểm của con là con có thể sử dụng thành thạo 2 ngoại ngữ. Rồi. Tiếng gì? Tiếng Nga và tiếng Anh ạ. Tiếng Nga và tiếng Anh. Dạ, con cũng tương đối là lạc quan, sống rất là lành mạnh. Con thích các môn thể thao. Ví dụ như con thường xuyên đi tập gym và tập yoga và đi bơi và chạy. Ủa Kim Anh ơi, tiếng Anh thì mình dễ biết rồi, đó là ngôn ngữ mình phải học. Còn sao mình biết tiếng Nga nữa? Dạ, do gia đình của con sinh sống, làm việc và học tập bên Nga. À, vậy à? Dạ, cũng gần 20 năm ạ. Hồi con còn rất là nhỏ. Sau khi tốt nghiệp đại học thì gia đình con đã về Việt Nam cũng hơn 10 năm ạ. À, từ nhỏ đến lớn sống ở Nga đúng không? Dạ. Vậy là nói tiếng Nga như tiếng Việt luôn đó. Dạ. Vậy thì cho cô biết luôn là con có mấy mối tình rồi? Dạ, con chưa có mối tình nào ạ. Hả? Con chưa có mối tình nào luôn á hả? Dạ chưa. Trời ơi, chứ cái thời gian ở bên Nga con không có quen bạn nào sao? Bố mẹ con dạy dỗ cũng tương đối là nghiêm. Con chú trọng việc học tập và việc nhà. Lúc đó thì con quá nhỏ nên chưa có để ý quan tâm đến cái việc tìm bạn trai. 33 tuổi mà chưa có mối tình nào cả. 32, phải không? 32 tuổi. À dạ. Còn Khánh? Dạ, nếu mà tính ra thì em cũng khoảng 3.
khoảng 3 hả? Dạ, thời học sinh á thì cũng có yêu đơn phương. Rồi, học sinh. Dạ, lên đại học thì cũng có, lúc đầu là bạn thì cũng 1-2 năm gì đó, rồi sau tìm hiểu rồi năm cuối á thì có nhiều dự định quá nên là không ấy nữa. Rồi. Rồi lúc mà đi làm á thì cũng có quen nhưng mà chắc không có nợ. Quen lâu không? Thì cũng là bạn thôi rồi. Vậy cũng là bạn thôi mà. Bạn rồi cũng tìm hiểu nhưng mà thấy thì thôi thì chưa có mối tình nào sâu đậm hết. Dạ. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Con thì nó cũng đơn giản lắm, thì tìm một bạn gái thì chung thủy nè, thì ngoại hình ưa nhìn xíu, hợp tuổi xíu là được. Hợp tuổi. Dạ. Dạ. Ừ, chào cưng. Cưng muốn hợp tuổi là tức là sinh năm bao nhiêu? 94 hoặc 92 hoặc 88. 88 là bên đây 1988 luôn nè. Mà chưa từng yêu luôn á. Dạ. Tinh khôi như là cái áo dài trắng cổ bận vậy đó, có áp lực không cưng? Dạ không. Không áp lực đúng không? Dạ bình thường. Có thể chịu trách nhiệm được đúng không? Dạ được. Hắn đâu yêu nhiều đâu, cũng yêu mới chút chút mà bạn rồi. Sao biểu 4 năm mới tình? Không có, có 3 mối nhưng mà giống như là bạn bè rồi yêu nhau có sơ chưa vậy tìm đó. Hiểu sơ sơ không được thì thôi à. Qua coi nhà gái coi học ở Nga 19 năm 20. Trời ơi, xin cô gái Nga nha. Không, vẫn là cô gái Việt ạ. À, giờ hát bài tiếng Nga nghe coi. Ta nói là nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ thì con sẽ tặng bài hát đầy nụ cười. Atulipki grusny den svetli. Atulipki mne beratuga prosnyotsya. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. À. Tức là tôi nghe tôi không hiểu gì hết mà tôi chỉ hiểu có một chữ là chibia thôi, chibia là da lu blue chibia đó. Dạ, là có cái yêu ở trong đó đó phải không? Gặp bạn gái là qua nói liền da blue blue chibia. Là cái gì? Thì nói đại gì đi. Là anh yêu em đó, da lu blue chibia. Dạ. Mình phải biết, mình phải biết. Da lu blue chibia. Dạ. Da lu blue chibia. Blue chibia. Ờ đó. Da lu blue chibia. Dạ, Lu Chibia. Đó. Bây giờ cưng muốn cái người bạn trai của mình như thế nào? Dạ, con mong muốn là bạn đấy mặt ưa nhìn, hiền lành và cũng nam tính, càng cao càng tốt. Bến cao nhiêu? Cỡ 70 đổ lại. Mét 70 phải không? Có nam tính không anh? Nam. Nam tính đúng không? Mà. Nhanh nhẹn, tính hóm hỉnh. Con ghét đàn ông điều gì nhất? Có những tật xấu như là hút thuốc lá, bia rượu, qua đà, cờ bạc, cầm giam. Cầm giam. Thằng ông mà cầm giam là mệt lắm luôn á. Có những điều đó không Khánh? Này hút thuốc thì em không có rồi đó. Còn ví dụ như bia rượu thì cũng có, xã giao mà, tiếp khách hàng á. Nên là... Còn mấy kia có không? Cầm giam có không? Không. Vậy tốt rồi. Thôi mình để người nhà góp ý kiến đi. Đúng rồi. Con đi với ai vậy? Dạ con đi với mẹ và bạn đồng nghiệp cũ ạ. Là em là bạn đó đúng không? À con dạ bạn. Ừ. Con muốn bạn nói hay mẹ nói? À, dạ bạn con nói. À, bạn mời bạn. Chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh, chào tất cả các bạn. À, em là bạn của chị Kim Anh ạ. À, theo nhận xét về phía bạn trai bên đây thì anh cao ráo, cũng hiền lành. Do chắc anh là môi trường xe bất động sản thì có vẻ anh có hơi hoạt bát. Nếu mà chị thấy được thì mình cho nhau cơ hội tìm hiểu. Rồi. Ok. Rồi bên đây em đi với ai? Khánh đi với ai vậy? Dạ em đi với cha với chị họ. Cha luôn ha. Dạ. Xin chào anh Nguyễn Linh ạ. Xin chào chị Hồng Giang ạ. Chào quý vị khán giả trong trường dây ạ. Tôi là cha Nguyễn Văn Khánh ạ. Thì nhận xét của cha thì thấy con bé cũng dễ thương cũng và đồng. Cha cũng cảm ơn chương trình đã giúp cho tạo điều kiện cho hai đứa trẻ được gặp mặt nhau để tìm hiểu nhau. Con chị đâu? Chị đâu cha? Con chào cô Hồng Nhân, con chào chú Quyền Linh, con chào chương trình. Con là chị họ của Khánh. Về phần của Khánh á, thì con thấy á, Khánh công việc ở ngoài là Khánh rất là hoạt bát, năng động. Nhưng mà không có biết làm việc nhà. Còn về bạn nữ thì con thấy bạn rất là dễ thương, con nghĩ là sẽ hợp với Khánh. Nên là con mong là hai bạn sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu với nhau. Thì con xin hết. Cảm ơn nhà trai. Bây giờ mở rào. Mở rào đi. Bắt đầu việc của mình nha Khánh nha. Là dạ. Chinh phục. Xin cảm ơn anh ạ.
cũng có chút quà cho anh, mong anh luôn giữ gìn sức khỏe. Thì đây là cái combo chống dịch là khẩu trang vitamin khử khuẩn với lại số ghi chép có thể là anh sử dụng trong công việc hoặc là anh ghi các tâm tư của anh trong đây. Rồi, em cảm ơn em. Thôi quay lại đó, đối diện đi, đang ngồi đối diện nói chuyện nè. Khánh nhớ câu gì không? Gia lu lu chi bia. Спасибо. Спасибо là cảm ơn á. Dạ, không biết. Rồi, Khánh về chỗ ngồi đi nào. Hai bạn có thể cảm nhận về nhau về lần đầu tiên gặp mặt đó. Dạ, thì em thấy bạn gái cũng dễ thương. Lần đầu là em thấy cũng được. Nhìn giống như là đóa quỳnh hương vậy đó. Dạ. Thì không biết là em thấy anh sao? Anh thấy anh mặt cũng dễ thương, hiền. Em có thích trai miền Nam không? Trai miền Nam thì em thấy rất là nhẹ nhàng. Thực ra em cũng chưa hẹn hò trai miền Nam hả? Em chỉ có tiếp xúc cùng bạn bè thì em thấy là nói chuyện rất là nhẹ nhàng, dễ mến. Rất thật là thà chất phát đúng không? Chất phát ạ. Dạ. Em ở sống ở thành phố à? Dạ em sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Anh Khánh anh gặp cái là anh hết hồn liền, coi như anh không còn cái hoạt bát của sale bất động sản nữa. Anh hơi bị quýu rồi đó đúng không? Dạ, dạ. Lên đây hơi bản lĩnh lên coi nè anh, bản lĩnh lên coi nè anh Khánh ơi. Hỏi em đâu nè, hẹn tuần mấy lần gì đó, sở thích em là gì? Không biết là em thích nhất là cái gì à? Em cũng thích các hoạt động thể thao. Thì mình có thể đi đánh cầu lông, đi bơi, đi chạy cũng được. Sao không có một cái cặp nào thì nói là thích đi coi kịch ha? Trời ơi, không, ta có nhà tài con trợ thích con có thịt ma. Ừ, cái nhà tài trợ bự thiệt là bự, ngồi sau lưng mà không một người nào nói thích đi coi kịch. Thật giận ghê luôn. Vậy là em thích phim ảnh, thịt ma cũng thích. Thế anh thích gì ạ? Anh thì thích đi du lịch nè, hoặc là đi xem phim. Nói chung là cũng thích đi lắm. Hẹn hò thì cũng dễ lắm, thì quan trọng là ở em thôi. Trong tuần ví dụ như khi nào em rảnh, ví dụ như là thời điểm nào mình có thể đi được. Dạ, cho em xin hỏi quan điểm về tình yêu cũng như là về gia đình của anh ạ. Tại vì môi trường của anh là làm bên kinh doanh á, thì em cần cái sự là ví dụ như là tin tưởng lẫn nhau. Tại vì nhiều lúc thì anh phải đi tiếp khách hàng này kia, nhiều bạn nữ người ta nghĩ là tiếp khách hàng lâu á thì sợ này kia, em cần cái sự chung thủy trong đó. Chủ yếu là vậy thôi. Đối với em thì cũng tương tự như vậy, chung thủy là cái tối thiểu rồi. Ngoài ra thì em cũng mong muốn là bạn đời của em sẽ thành thật và sẽ chia mọi công việc trong gia đình. Khoảng bao lâu thì em có thể nghĩ đến việc kết hôn? Nếu mà tình yêu đủ lớn á, thì mọi việc suôn sẻ thì em dự tính khi nào? Nếu mà suôn sẻ mọi việc thì không nói về thời gian được, nhưng mà trước mắt thì cũng chắc là phải có thời gian để tìm hiểu nhau. Tại vì cũng mới gặp thì em nghĩ là thời gian của em là cỡ nửa năm. Bây giờ cũng lớn tuổi rồi mà chưa có biết yêu đương là như thế nào cả, cho nên rằng là trong nửa năm đó là Khánh phải làm việc gấp đôi gấp ba những cái mối tình bình thường khác. Bạn gái cần mọi lúc mọi nơi là mình phải có mặt. Không cần cũng có mặt luôn, trồng luôn cây si trước cửa nhà luôn. Được không Khánh? Dạ được. Được đó, em bước tới nắm tay Kim Anh ha. Rồi Khánh có thể hát một bài nào đó để tặng Kim Anh. Không biết hát gì luôn. Kệ, hát gì cũng được thì bài bất động sản gì đó, đất lên đất xuống gì đó. Ở miền Tây thì chủ yếu hát chân ca thôi. Rồi dân ca giọng cổ cũng được cho nó lạ. Ngoài đồng còn đám mạ non, ruộng sâu chứa cấy mà em đi lấy chồng. Mai rồi ai sẽ giận công, cùng anh tát nước bè bờ hỡi em. Bây giờ Khánh hãy hỏi một câu gì đó, mình sẽ tiến hành bấm nút ha. Hay Khánh có thể nói tất cả những suy nghĩ của mình về người đối diện. Đến với chương trình này là cũng là một cái cơ hội tìm hiểu nhau. Trên đất nước Việt Nam này thì hơn 90 triệu dân thì mình thấy nhau cũng là một cái duyên. Mình cũng cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu thử. Còn em sao nha? Cũng như anh nói thì trên trái đất này bao nhiêu con người mà mình tình cờ gặp nhau là cũng có cái gì đó rồi. Mong là mình sẽ tìm được người phù hợp cho nhau. Rồi, về ghế đi các bạn. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Nghĩ rằng tụi em cũng đủ sức có thể cảm nhận được xem đây có phải là một nửa mảnh ghép mà mình có thể hướng tới hay không. Bấm hay không là quyền của các bạn nha. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Kim Anh không bấm.
Tạ cũng như là con mới nói xong là mình cũng lên đây thì mong là mình sẽ trở thành bạn của nhau. Không nhất thiết là không bấm vào trên chương trình này mình sẽ không trở thành cái gì đó của nhau sau chương trình. Con cũng muốn là cho cả hai người tìm được cái người phù hợp của nhau. Điều này chính xác, nếu trái tim mình chưa rung động, mình không cần bấm. Một chút tiếc nuối nhưng không sao, có thể là những người bạn với nhau. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Care. Vanessa Care là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba gửi tặng mỗi bạn một bếp từ IC20S2, mặt kính hơi gần đứt, cao cấp, có khả năng chịu lực 150kg và chịu nhiệt đến 600 độ, điều khiển cảm ứng trực tiếp, mâm nhiệt kép, tăng hiệu quả làm nóng lên gấp đôi. Chúc hai bạn may mắn trong cuộc sống và sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn hai bạn tham gia chương trình. Cảm ơn ạ. Cảm ơn hai bạn. Như vậy là chúng ta đã kết thúc hai cặp đôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý khán giả tải và cài đặt ứng dụng NetClub để xem được chương trình sớm và đầy đủ nhất. Xin chân thành cảm ơn Toshiba Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình. Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Nắm tay nhau đi. Con đứng đây. Chính thức là mình hẹn hò với nhau rồi đó. Dạ bây giờ con xin phép bác cho con hôn bạn Trinh miếng. Nhắn đi. Xin phép bác cho con hôn bạn Trinh. Đó, ở gò má thôi nghe. Đó. Cảm xúc của em trước khi em ghi hình là em muốn run, em muốn đứng tim luôn. Là do em hồi hộp, em lo lắng. Đó giờ đâu có tiếp xúc được với nơi đông người đâu, cho nên là nó cứ như là nó muốn chết luôn. Nó muốn chết. Em thấy thì nó hơi run thôi, cũng bình thường. Thì hỏi sao nói vậy? Có mấy mối tình rồi kể cho con dần nghe đi. Con cũng chưa có mối tình nào hết. Con chưa có mối tình nào luôn. Dạ. Dạ, khi nói chuyện với chàng trai trên sân khấu với lại có sự nói chuyện với lại hai mẹ, sự nhận xét của hai người mẹ thì lúc đó em còn rung hơn nữa. Thì như cháu cũng chia sẻ thì đúng là cháu thì nhát lắm. Từ khi cháu đi làm giờ thì cũng đỡ hơn chút đó, mới được nói được như vậy. Ở nhà thì cháu sống rất tình cảm. À, chỉ có cái điều là cũng nhõng nhẽo dành luôn cả phần của em nữa. Dạ em thấy thì cũng được đó, mà thì tùy hai đứa nó thôi chứ em không biết. Tại vì cái thằng này thì nói chung nó cũng hiền lắm, nó lo làm không mà nó mới chơi bời với ai hết á. Bởi vậy bây giờ hai mấy tuổi rồi mà chưa có mối tình nào hết trơn. Em đã run rồi mà mẹ em đi theo ủng hộ cổ vũ cho em mà mẹ còn run hơn em. Cảm nhận của em là khá, khi mà nhận được quà của bạn trai là đó, tại vì lần đầu tiên có người tặng á, cho nên là nó rất là nó sao sao á, rất là hồi hộp, rất là em không diễn tả được. Anh có món quà với một cái áo sơ mi trước đi con. Ừ, mới mai hay tối hôm qua. Dạ em cảm ơn. Em có. Bình thường ở nhà là em không có theo thùa may vá được, em không có khéo tay trong cái đó. Còn mà khi mà em thấy anh đứng lên mà theo thùa may vá mà vậy thì nó cũng là lạ. Sau khi mà bấm nút rồi, khi mà gặp hai bên gia đình rồi thì kiểu như nó thoải mái hơn, nó không có run như lúc chưa quay á. Lúc đó bạn gái còn rung hơn nha. Đó giờ đâu quen ai đâu mà.
Nụ hôn này chắc là người đầu tiên đã trao cho bạn Trinh này luôn. Bạn Trinh chia sẻ hay nhõng nhẽo không? Chắc cái này em chịu được. Cái gì em làm được thì sẽ làm cho bạn đó. Thì nếu được thì đi trà sữa. Anh đừng có tới trễ quá là được. Cũng có gì thì mua coi phim cũng được. Mà coi phim hoạt hình thích. À, em thích coi phim hoạt hình thích. Em khiến anh chết mê dạ. Trông cứ như búp bê nè. Bạn gái nói là bạn nói không nó biết bệnh gì mà nó rụng tóc. Em không có quan trọng là hơi rụng tóc hay là không rụng tóc. Nó là chỉ là một cái cơ thể người nào cũng phải có một giai đoạn bệnh đó thôi, không quan trọng với em. Con cũng hơi tự ti về bản thân. Con cũng về mái tóc nhiều khi con cũng không được giống như những người bạn khác. Khi Trinh nói là em cũng bất ngờ. Và em cũng nói không có gì hết, cũng bình thường thôi. Trước khi tham gia chương trình thì em cũng rất là hồi hộp, không biết mình sẽ gặp bạn như thế nào, cũng không dám hình dung ra nữa. Sau khi quay chương trình xong á thì nhất là chưa tìm được cái mối tình cho mình á thì nhất là buồn. Thứ hai là tham gia chương trình này cũng là một trải nghiệm, biết đâu thì cơ duyên thì nó chưa tới, thì nghĩ là hy vọng trong những ngày sau thì may mắn nó sẽ đến với em. Nói về cô bạn gái đó thì thứ nhất là em thấy là cô ba mấy tuổi nhưng mà chưa tải vô mức tình nào á, thì thấy cũng rất là hiền. Tại vì em á thì rất là hành động á, thì có thể là chưa có tìm được. Nói chung á thì chưa có nói là không đúng. 1, 2, 3. Hết thời gian. Kim Anh không bóng. Sau khi gặp anh thì cũng cảm giác như anh rất là dễ thương. Nhưng mà lúc đó không biết sao, nhưng mà tim em không có rung động. Nên lần này em nghe không nghe lý trí mà nghe theo trái tim của em thì em không bấm. Em cũng có thể là đón gần như là 70%. Cái lúc mà trao đổi á, trước khi mà mở màn này đón được bạn đó là cái cách nói chuyện của em đó, nhưng hay là bắt nữa, cái tâm lý của người bắt thì có thể là người nào đó thì em đón là cái dạng tâm lý chung thôi. Còn cái cô ấy thì em biết, tại vì cô ấy thì được giáo dục từ nhỏ một phần nào đó, nghĩa là để là lý do vùng miền ngại đó, hay là cô ấy là cho với một gia đình sạch quá chưa trải nghiệm được, nên là cô ấy cần được sự sống thêm. Thì cũng như em đã nói trong chương trình là cái này không phải là kết thúc, tại vì ngoài chương trình thì mình vẫn có thể giao lưu với nhau, trao đổi thông tin, rồi biết đâu lại thành cặp đôi. Mình vẫn có thể cho nhau một cơ hội. Hy vọng là sau chương trình đó thì cô ấy sẽ suy nghĩ lại và là tìm cho mình cái người phù hợp hơn. Nếu mà bạn kia mà cảm thấy mình không phù hợp, giúp cho bạn ấy tìm được cho người phù hợp của mình. Em mới ra xong nên mẹ con chưa kịp chia sẻ cảm xúc gì với nhau. Mẹ em vẫn vui tại vì mẹ em rất là tôn trọng cái lựa chọn và ý kiến của em. Nên nếu mà em cảm thấy như vậy thì mẹ em sẽ đồng ý thôi và cũng chấp nhận thôi ạ. Sau cái chương trình đó thì em thấy là bác thì rất là dễ thương, rất là yêu quý. Thì rất là bác nên là chuyện này bác và em ấy khỏe, thành công trong. Về dự định tương lai thì em chắc là cũng sẽ tiếp tục tìm hiểu và cũng cố gắng hoạt bát hơn, tại vì lâu nay em cũng rất là thụ động trong cái việc tình cảm. Lâu nay cứ chỉ quan trọng việc học tập và không có chú trọng việc tìm bạn trai, thì rồi em sẽ ghi nhận sâu sắc và rút kinh nghiệm về sau này tích cực tìm trên mọi kênh.
Nếu mà ai muốn quan tâm và muốn biết thêm thì có thể là liên lạc với em. Em xin gửi lời cảm ơn đến bạn trai. Anh tặng bó hoa rất là đẹp. Em rất là thích hoa hồng. Lúc nãy quên nói với anh điều đó. Anh cũng rất là dễ thương. Thì mình cứ tiếp tục liên hệ với nhau nhé. Em là trai á thì tất cả những gái đều dễ thương, thì cho dù bạn ấy có bấm hay không bấm á thì em cũng đang để thứ nhất là mà nếu mà bạn là bạn tìm hiểu được á thì bạn đến, còn thứ nhất là bạn bấm á mà bạn không bấm á thì là tội bạn. Thứ nhất là bạn nào bạn và gia đình chưa có trải nghiệm về yêu nên là bạn cần phải giải thích nữa. Bây giờ thứ hai anh thì em thấy bạn này thì thì em cũng cần phải sự thời gian để hiểu. Nếu mà trong chương trình á thì em vẫn bấm nút và bấm nút để khiến cho bạn em lúc nào cũng là trải lòng và cũng trải lòng và cũng tìm hiểu tất cả bạn đó. Nên là mình phải cho nhau một cơ hội, cho dù được hay không được thì cũng cần một quá trình tìm hiểu đó. Chứ không phải là mình bấm nút ở trên đó là mình mới liền đó, nên là mình phải trả nhau cơ hội. Dạ, ưu điểm của con là vui vẻ, hòa đồng, không có trách nhiệm với gia đình và trong công việc. Và con có lập trường riêng của con. Khuyết điểm của con là hay quên. Tính tình con hay thẳng thắn nên là con quyết định cái gì là con phải thẳng thắn với nó luôn. Nên là đôi khi làm người khác lại khó chịu. Ưu điểm của con là con biết làm việc nhà, nhanh nhẹn, siêng năng, cần mẫn. Còn khuyết điểm của con là chắc là con nóng tính nè. Con ít nói, cũng sợ đám đông nữa. Một tuần anh gặp em được mấy lần? Miễn em thích là được. Anh dự định bao lâu thì tiến tới hôn nhân? Anh dự định thì tầm 6 tháng đến 1 năm hoặc là 5 rưỡi, tùy theo cái lúc mà mình cảm thấy cần mà đủ để mình tiến tới. Còn Hiếu có mấy mối tình rồi? 2 mối tình. Ừ, mà quen lâu không? Cũng quen 1 năm á chị. Lý do sao chia tay? Cũng như là người ta ở nước ngoài á, kiểu như cái thời gian mình gặp ít quá, đi qua đi lại rồi mất thời gian á, cho nên cũng thấy không có tới đâu, thôi đi về thôi. Em đi về đây nha. Vậy là em biết yêu từ năm bao nhiêu tuổi hả cưng? 18, 19 tuổi. Đúng rồi. Cả thanh xuân em để yêu, yêu viết và ở không luôn. Dạ em thèm gia đình nhỏ lắm. Ừ đó, nha dạ. Cố gắng nha. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.